Ha, xin chào bạn ha, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cách tạo ra các video để các bạn đăng lên trên các nền tảng mạng xã hội cũng như là Facebook, Google, Zalo, YouTube, TikTok là các bạn đều có thể là đăng lên trên đó ha. Thì cái đầu tiên là các bạn cần phải tìm hiểu về Canva. Canva này ha, các bạn đăng nhập chưa? Thì cái đăng nhập và đăng ký nó rất là dễ thôi, thì các bạn cũng có thể tự cài đặt được, tự đăng nhập đấy ha. Đăng nhập bằng Google cái là dễ dàng. Thì trên màn hình giao diện thì nó sẽ là như thế này, thì mục đích của chúng ta là làm video hay là chúng ta cũng có thể là làm các cái banner, poster gì đó, các bạn hoàn toàn có thể ở trên này hết thôi, các bạn tự tìm ở trên này. Thế thế nào? Rồi thì mình sẽ chia sẻ các bạn làm về video, thì các bạn sẽ nhấp vào làm về video ở đây. Thế nào? Đó thì bây giờ là mình sẽ làm một cái để đăng lên TikTok cũng như là đăng lên trên các cái YouTube chẳng hạn. Đó. Thế giờ thì chúng ta sẽ nhấp vào đây, chúng ta cho cái dạng điện thoại như thế này, chúng ta nhấp ok, thì màn hình nó sẽ là giao diện nó sẽ như thế này ha. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua một chút. Thì ở đây các bạn có thấy là một cái chữ tải lên này, văn bản này, rồi là các ứng dụng dự án này, rồi là hình ảnh này, âm thanh này, được chưa nào? Thì nó cũng có khá là đầy đủ để các bạn có thể là tạo thành một cái video. Thì các bạn nhấp vào tải lên ha. Thì ở trong này nó thấy là hình ảnh này, video này, âm thanh này ha, hình ảnh, video và âm thanh. Thì bây giờ là cái nhiệm vụ của các bạn là các bạn chỉ phải tải lên thôi, phải cho tải lên. Rồi ok, thì các bạn sẽ vào một cái đó ok, ví dụ như là đây chẳng hạn đó, dự án của chúng ta ở đây, hay là lại yên mình lấy một cái video nào nó hay hay coi. Sự kiện mở bán đâu ta? Ủa, mình không biết mình bắt đầu rồi trời. Đây đi, đây, nó ở đây cơ, ok. Đó thì chúng ta sẽ đăng lên ha. Thì ở đây cái mục đích là khi mà các bạn làm á, các bạn cần phải tìm hiểu về về TikTok chẳng hạn, thì nó cho chúng ta là 1 phút, 3 phút. Đó, thì tùy vào cũng như là 10 phút, thì riêng cái thằng mà YouTube á thì nó chỉ cho chúng ta là tối hiểu là đây này, thì nó sẽ dễ hơn cho các bạn ha. Đây đợi mình tí, đây thì mình sẽ chia sẻ trước để cho các bạn hiểu và các bạn chọn cái cách mà các bạn làm á. Đấy, ví dụ như YouTube Shop này. Đây này, ví dụ như là các bạn đang lên đây. Kiểu là như vậy ha. Đó thì các bạn muốn đăng như này và được bao nhiêu người like như này. Hoặc như là TikTok thì các bạn cũng có thể cũng là cái dạng như này luôn. Thì các bạn làm ha, rồi các bạn để nội dung lên, các bạn làm mục đích là làm truyền thông thì nó sẽ là, nhưng mà những cái video như này thì nó chỉ có dưới 1 phút ha. Và tốt nhất là dưới 1 phút thôi. Được chưa? Thì lúc này là chúng ta sẽ chọn những cái video làm sao nó phù hợp. Và các bạn cắt ghép làm sao cho nó phù hợp thì các bạn đăng lên ha. Rồi thì mình sẽ chọn lại cái chỗ về video lên. Đây. Ok. Thì mình sẽ chọn những cái video nào nó chỉ dưới 1 phút thôi thì mình cắt ghép vào. Ha, thì mình sẽ chọn hai cái này đi. Đó thì mình tải lên. Đó, và đợi anh tải lên thôi ha. Thì mình giới thiệu qua thì ở đây thì nó là từng trang mà các bạn cũng có thể tạo ra được nhiều trang ha. Thì mỗi trang thì các bạn có thể tăng phút, tăng tăng giây lên. Được chưa? Đợi anh tải lên xong nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Rồi tải luôn âm thanh lên ha. Thì mình trong cái lúc này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về tạo âm thanh ha. Thì ở đây thì âm thanh thì nó sẽ có ví dụ như các bạn không có thuyết trình được như thế này, hoặc là các bạn không có thu được âm, thì các bạn hoàn toàn có thể là vào một cái trang như này FPT ha. Thì đây là một cái trang mà được phát triển bởi FPT đúng không ạ? Ở đây đó thì các bạn đăng nhập vô ha, các bạn tạo tài khoản và các bạn đăng nhập vô. Thì ở đây đăng nhập vô phải tạo ra các cái mục đó. Thì các bạn sẽ nhấp vào speak ha, text to speak đây trên nào, thì các bạn tạo ra các cái nội dung. Ví dụ như ở đây chẳng hạn,
Mặc Reel ha, thì các bạn cũng có thể lấy những cái nội dung như này. Các bạn đây là mình làm mẫu thôi nhá, ok. Đó, ví dụ như nội dung này đi chẳng hạn. Được chưa? Kinh doanh quảng cáo. Đó, thì các bạn chọn từ đây. Các bạn copy và các bạn dán vào đây ha. Thì ở đây thì à, ví dụ như mình xóa vợ vợ đi cho nó vừa vừa thôi, cho nó đủ 1 phút thôi. Đó thì các bạn bắt đầu các bạn render ha. Thì nó sẽ tạo ra những cái video cho các bạn. Có nhiều lý do để mua khu phố mới đông. Hòa, một số trong số đó bao gồm vị trí đắc địa khu phố mới đông Hòa tọa lạc tại vị trí thuận lợi, chỉ cách sân bay quốc tế Long Thành khoảng 15 phút lái xe. Đây là một vị trí rất thuận lợi cho những người làm việc tại sân bay. Được chưa nào? Ok. Thì là mình sẽ sau khi mà đã ok rồi các bạn download về ha, các bạn tải nó về. Rồi ok thì mình sẽ âm thanh một đi. Đó, ok, thì mình sẽ tải về âm thanh ha, là tên là âm thanh. Rồi ok thì lúc này chúng ta lại sang bên này, chúng ta tải cái mặt âm thanh này lên. Được chưa? Thì bằng cách nhanh nhất là chúng ta sẽ ra này, chúng ta kéo nó vào cho nó nhanh ha. Đó, và chúng ta thả đâu. Đều được, hoặc là các bạn nhấp vào đây tải lên cũng tải được thôi ha. Thì mới đầu thì nó có vẻ nó sẽ chậm đấy, nhưng mà khi mà các bạn làm nhiều thì nó nhanh lắm mà. Là những YouTube, những TikTok là người ta cũng cũng làm như vậy đó các bạn. Quá. Đó, ok. Thì chúng ta nhấp vào chúng ta chọn ha, đợi cái thằng video nó lên nữa là chúng ta tải lên thôi. Do mình dùng 3G nên là nó hơi chậm. Này chắc còn lâu. Ok thì mình sẽ chuyển sang cái bên này đi ha. Cái bên này của mình. Rồi thì mình sẽ làm lại một xíu ha. Đây để cho nó nhanh. Tải lâu quá, mình cái này mình tải trước rồi. Đây thì ở đây này, TikTok, TikTok đi. Ok, các bạn chọn TikTok ha. Rồi, thì ở trong này thì mình đã có mẫu tải lên, mình đã có hết rồi. Video này mình cũng đã tải lên rồi. Và cũng giống như những cái vừa nãy là mình nói với các bạn đó. Ok không ạ? Đây, thì các bạn lại nhấp vào nội dung 2, nội dung 1, nội dung 2 ha. Thì ở đây, thì khi này các bạn nhấp vào từng mục một, các bạn làm thôi. Giờ đây thì các bạn chỉ việc kéo là thôi ha. Đó thì ở đây là chúng ta làm với cái màn hình của những cái điện thoại như TikTok này kia đó, thì các bạn nên làm cái dạng này. Được chưa nào? Rồi thì lúc này các bạn thấy được là ở bên này nó có cái văn bản này, các bạn chỉ việc nhấp vào thôi. Được chưa? Đó và chúng ta kéo ra chúng ta làm. Rồi, đó, ví dụ như mình ghi một cách đơn giản như vậy, đất nền sân bay Long Thành ấy ha. Rồi, thấy chưa ạ? Đó, mình cho nhỏ nhỏ làm xíu để đỡ mất công nó bị cắt. Rồi, thì ở đây font chữ rồi mọi thứ là đều ok hết đây này các bạn. 80 ha. Rồi, Tahoma, thường thì mình thích chữ font Tahoma. Còn các bạn thích font nào cũng được ha, font chữ nào cũng được. Đó. Các bạn nhấp vào đây. Được chưa? Ok. Và các bạn muốn chữ nó đậm lên thì chọn đây ha. Enter rồi sao đây thì tùy ha. Đó, được chưa nào? Rồi là các cái khoảng cách của chữ bao nhiêu đây thì nó đều ở đây hết ha. Cái này thì tin học văn phòng thôi. Được chưa? Ok.
Rồi bạn hoàn toàn có thể chọn màu ha, các bạn chọn màu lại đi, đất nền sân bay Long Thành đấy cho nó bật lên ha. Rồi thì các bạn thêm một cái tiêu đề nữa thì các bạn kéo vào đây, như là sao ta, ví dụ như là sổ riêng từng nền đi, từng nền ha. Rồi đó, ok thì chúng ta chọn font đi đó. Còn cho nó, chúng ta cho chữ nó đậm lên và chúng ta chọn màu khác cũng được, mình chọn màu xanh đi đó, thì tùy thẩm mỹ mỗi người ha. Đó rồi các bạn làm này rồi thì khi này nó sẽ chạy hết từ đầu đến cuối ra đây rồi nó sẽ sang bên này ha. Thì các bạn hover ở đây một xíu này, nó sẽ có một cái là chuyển cảnh, thì chuyển cảnh này thì các bạn chọn cái nào cũng được, meta này đó, thì các bạn chọn chuyển cảnh như nào. Rồi thì nó rồi chúng ta lại kéo cái con chuột nó sang bên đây ha. Đó thì chúng ta sẽ bắt đầu lại nhấp vào đây, thì chúng ta lại sửa cái màn hình video này, ok chưa đó, và chúng ta lại làm giống như thằng thằng đầu tiên kia đó, cho tiêu đề ở đây đấy, ví dụ công chứng hay là công chứng ngay trong ngày đi ha. Đó thì thế nào, thì cái này mình nói là trong tương lai á, là người ta sẽ không có phụ thuộc vào quảng cáo đâu, các bạn bắt buộc là các bạn phải theo cái hướng này, người ta gọi là phát triển thương hiệu cá nhân, còn nếu như không đi theo hướng này thì các bạn không có khách đâu, không có làm nổi đâu, không có lùa gà nữa đâu các bạn. Ok đó, thì công chứng trong ngày nói các bạn cho cách chữ làm xíu đó, ok đó. Rồi các bạn cho thêm một cái nữa đi, hay là liên hệ ngay hay là nhận báo giá, liên hệ ngay. Được chưa? Ok, và mình sẽ cho cái màu nó khác đi, à, màu xanh này đi, đó. Này nó phèn quá ta. 10 đó. Rồi, đó, được chưa? Vậy thôi. Và cái này nó là 54 giây đúng không, là cái này là trên 54 giây là nó vẫn chưa có đủ này, thì các bạn cũng có thể làm sao để cho nó đủ 1 phút chẳng hạn, phải đúng tròn 1 phút luôn, thì các bạn tải lên hình lên ha. Ở đây ví dụ như hình ảnh đây thì mình cũng tải hình rồi đó, thì mình nhấp vô cũng làm như thế, thấy chưa, thì không biết là cái hình này thích không, nhưng mà mình chắc là mình sẽ thích cái hình này rồi đó, hoặc là không thì cho nó full màn hình luôn cho nó dễ, cho nó đẹp, tùy tùy các bạn thích kiểu gì ha. Đó vậy thôi, là chúng ta sẽ có một cái video khá là đẹp ha. Thì mình sẽ tải âm thanh lên ha. Rồi, tải này âm thanh, ok nhấp vào đây đó. Ok, nhấp vào. Ấy. Bạn nhớ khi mà ấy thì các bạn phải phải cho cái con trỏ này về ở đây ha, rồi các bạn nhấp vào thêm thì nó từ đầu cuối luôn. Nhìn rất là đẹp ha. Đó, và các bạn nghe này. Có nhiều lý do để mua khu phố mới Đông Hòa, một số trong số đó bao gồm vị trí đắc địa, khu phố mới Đông Hòa tọa lạc tại vị trí thuận lợi, chỉ cách sân. Được chưa? Thì đó là cách mà chúng ta làm, ví dụ như là một người làm thì nó chưa có ra vấn đề đâu, nhưng mà 100 người cùng làm cho một cái dự án thì nó sẽ có thị trường, thì đó là cái cách mà chúng ta cần phải triển khai ha. Rồi thì bây giờ tới cái lúc mà xuất
file ra thì chúng ta sẽ nhấp vào đây chia sẻ ha, và tải xuống này, là nó sẽ cho chúng ta tải xuống, được chưa? Và nó cũng lại nén vào. Cái này thì mất một vài giây thôi. Và mình chia sẻ là trong tương lai á, chạy quảng cáo nó không phải là cái kênh chính đâu. Thật sự là nếu như mà các bạn đi theo cái hướng chạy quảng cáo thì rất là cực. Và các bạn cần phải phát triển về thương hiệu cá nhân. Thì ở đây thì các bạn nên nhá, bắt buộc phát triển thương hiệu cá nhân nhá. Còn không là không có tồn tại được đâu. Mà mình sẽ chia sẻ một xíu, kiểu như ví dụ mình nói cái từ phát triển thương hiệu cá nhân thì liệu rằng là nói thì hay đấy, nhưng mà liệu là đã làm chưa, ví dụ thế, thì mình có đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Thì đây là cái kênh của mình, và mình đi chuyên sâu về YouTube hơn, chứ mình không có đi theo hướng về TikTok. Nó khó làm, bởi vì nó là chia sẻ những câu chuyện ngắn, còn đây là mình làm những video nó rất là dài, có những video lên cả tiếng đồng hồ, được chưa nào? Và mình nhận định là không có trượt phát nào đâu. Và những cái này là cái tầm nhìn là từ 2017 cho tới giờ, là mình đã nhận ra là phát triển thương hiệu cá nhân là trong tương lai nó sẽ là cái kênh phát triển tốt nhất, và đó là lý do tại sao mà mình không bao giờ mình thiếu khách hàng ha. Đó, ví dụ như hôm nay chẳng hạn đó, thì cá nhân mình á, được chưa? Đó, nên là các bạn cần phải đi theo cái hướng đó, còn không có ào quân được nữa đâu. Ok, thì đó là cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn là như vậy. Để nhằm mục đích là các bạn phải làm, tự các bạn làm, và các bạn phải có thương hiệu cá nhân thì các bạn mới làm ra được. Còn các bạn không có thương hiệu cá nhân, các bạn không làm nổi đâu. Được chưa ạ? Thì các bạn xem lại cái video này của mình. Nếu các bạn nào không hiểu thì các bạn hỏi mình sẽ hỗ trợ trực tiếp từng cá nhân, từng cá nhân một, nếu mà các bạn muốn. Như thế nào, kể cả là chạy quảng cáo, bạn nào không biết thì các bạn cứ nhắn tin mình sẽ chỉ tận tình luôn. Được chưa? Để các bạn có cái mà các bạn làm, chứ còn không có đơn giản đâu các bạn ơi. Thật sự là không có cái kiểu mà chúng ta gọi cell phone hoài được đâu. Thay đổi cách làm đi thì tồn tại, không thì cứ ra rô hoài mà đó. Rồi ha, sau khi mà các bạn đã có video rồi thì các bạn bắt buộc là các bạn sẽ phải đăng lên trên các nền tảng mạng xã hội. Giờ nào, chỗ nào đăng được video các bạn cứ đăng. Bởi vì bây giờ mình thấy là các bạn cứ đăng tin một cái hình ảnh, sau đó là các bạn đăng lên Zalo, Newfeed này kia, còn lâu tới bao giờ các bạn có khách? Không bao giờ. Vậy nên là bắt buộc là các bạn cần phải đăng lên nhiều trên nền tảng như thế này. Và đây là nền tảng free. Và các bạn có bao giờ các bạn nghe cái câu gọi là đứng trên vai người khổng lồ không? Có bao giờ nghe những cái câu này không? Xong bắt đầu là các bạn không có hiểu nó, xong là các bạn cứ bỏ tiền ra các bạn chạy quảng cáo là các bạn chết ấy. Ví dụ như bấtđộngsản.com.vn nó là đứng trên vai người khổng lồ. Bởi vì các bạn thấy không, bây giờ các bạn thử xem là biết bao nhiêu từ khóa của nó, ví dụ như này, nó đứng trên, nó chỉ cần là trên bất động sản thôi mà một ngày biết bao nhiêu triệu lượt truy cập vào trong website của nó. Thì đó mới là đứng trên vai người khổng lồ. Còn bây giờ các bạn bỏ tiền ra các bạn chạy quảng cáo thì làm gì phải đứng trên vai người khổng lồ. Đó là cái tư duy, hiểu không ạ? Thì bắt buộc là các bạn cần phải lận, phải theo cái chiều hướng nó, phải tạo ra thật nhiều video lên. Với cái giá trị của các bạn có giá trị không? Có kỹ năng kiến thức không? Ví dụ như bây giờ bảo đất nền Đông Bình Sơn, thử hỏi đi, đất nền Đông Bình Sơn có tăng giá không? Tại sao tăng? Giải thích đi. Thì đó, rồi từ nâng cấp lên, thì bạn có giá trị không? Có kiến thức không? Vậy không? Và không phải là cứ lúc nào chúng ta cũng chỉ nói về một dự án chúng ta, mà chúng ta nói về thị trường này, cái nó rất nhiều ở đó. Thì các bạn hãy đi kiếm những cái video. Thì mình sẽ chỉ các bạn kiếm thêm những cái video như sau ha. Ví dụ như các bạn lên YouTube chẳng hạn, các bạn hoàn toàn có thể kiếm ra được rất là nhiều các video ở trong này. Bộ lắp ráp hình con thỏ ha. Ví dụ như là thị trường gì đó, thị trường Đồng Nai chẳng hạn,
Đây mình lấy ví dụ nào đó, chắc là mình sẽ lấy một cái nào? Ví dụ thôi để cho các bạn hiểu, các bạn cần phải đi tìm những cái video như vậy ha. Đấy, xong rồi sao nhỏ ạ? nghe cực chảy bảo giảm mình. Xong là sao ạ? Xong cái chỗ này này các bạn ghi thì SS vào đây này, ZZ này, các bạn tải về. Được chưa nào? Thì ở đây các bạn sẽ tải về. Xong rồi các bạn ghép vào với nhau để các bạn tạo ra những cái video nó có giá trị, cộng thêm cái kiến thức kỹ năng. Nếu như các bạn không có thể làm voi, tức là nói chuyện thuyết trình kiểu như này, thì các bạn hãy áp dụng về cái chat GPT này, thì các bạn đưa cái nội dung vào đây, xong đó là các bạn chuyển sang cái thằng này, các bạn làm hoàn toàn được hết và rất là ok. Và các bạn cần phải làm cái đấy thật thật nhiều vào thì nó mới có, còn làm nó có giá trị, chứ không phải là làm mấy cái câu chuyện mà làm video hài hài mà lên mà nhảy nhót, cái đó nó không có đâu, không bao giờ kiếm được tiền đâu. Và ví dụ như kiểu của mình ấy, mình lên trên này mình toàn chửi không ấy, chứ tôi nói thật thế, mà vẫn có rất là nhiều người người ta liên hệ với mình nhờ mình tư vấn và chạy quảng cáo. Nó không phải là riêng bất động sản đâu, mà ngân hàng, ô tô, giày dép, quần áo, vải, nhất nước hoa, nhất là nó rất là nhiều. Đấy là chia riêng về một cái vấn đề về chạy quảng cáo thôi, được chưa nào? Như ví dụ như kể là cái công nghệ VR này, ví dụ như cái này các bạn nghĩ tự nhiên mà nó có trên, tự nhiên nó có cho các bạn ấy, thì cái này cũng phải học và update. Và như là một cái này thôi, các bạn đi ra bên ngoài thì nó sẽ là mấy chục triệu. Thế chứ nào, mà là phòng marketing đã hỗ trợ các bạn sát nút rồi. Nhiệm vụ là bây giờ các ông có hiểu được cái giá trị của nó và chuyển đổi nó thành marketing, và chuyển đổi thành tiếp cận tới khách hàng. Hãy nhớ quảng cáo nó không phải là cái gì nó thần thánh nha. Quảng cáo nó là gì ạ? Quảng cáo nó là truyền thông. Hiểu sai nó là cứ nuôi, bỏ tiền ra nuôi Facebook, Google, Zalo không mà. Xong rồi là các bạn không có bán được, không có khách được, không phải là do là cái dự án nó thế này, thị trường nó thế kia, mà do ông có kỹ năng gì hết. Thì nó thế thôi. Bây giờ mình làm video này, bây giờ mình làm. Thử nói đi, bây giờ các bạn thử phản biện đi, bây giờ thì đặt là tại sao đất nền Đông Bình Sơn chẳng hạn, hay là khu phố mới Đông Hòa, hay nói thẳng luôn là đất nền mà sân bay ấy, nó tăng giá, tại sao tăng giá? Tăng thì tới bao giờ giảm? Thì bạn phải giải thích được những cái đó thì các bạn mới bắt đầu mới tạo ra được cái giá trị, não phải luôn luôn hoạt động thì lúc này mới có. Được chưa nào? Thì lúc này các bạn sẽ tạo ra được rất nhiều video mà các bạn nói không bao giờ hết cái câu chuyện, và từ từ các bạn sẽ tạo ra được cái thương hiệu riêng của các bạn. Được chưa? Rồi thì ở đây thì khi mà cắt ghép như này thì các bạn cần phải nâng thêm một cái nghĩa là trong này nó sẽ có luôn này, là cái phần là ví dụ như ở đây ha, thì mình sẽ nhấp vào đây thì mình sẽ chỉ cho các bạn như này thì để các bạn cắt được luôn ha, hình ảnh video luôn. Ví dụ như ở chỗ này thì các bạn chỉ cần tới đây thôi chẳng hạn, thì các bạn đều có thể là cắt được rồi. Đâu tách này, đó thấy chưa, là các bạn tách nó ra, là coi như là cắt đấy. Thì khi mà các bạn tải những cái video này các bạn cho lên đây, các bạn cắt tách ra, là các bạn cần cái phần nào là các bạn tách ra vậy thôi, và các bạn dần 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 các bạn tạo ra thành một cái video, được chưa? Nó dường như là free luôn hết rồi, thì các bạn áp dụng thôi và các bạn làm ha, mà làm thật nhiều lên thì nó mới có hiệu quả được. Được chưa nào? Cộng với cái kỹ năng kiến thức của các bạn truyền tải vào trong này và tới người nghe, người đọc, tức là các bạn đang làm truyền thông á, là người ta cảm nhận được thì các bạn, người ta mới liên hệ với các bạn, từ từ cứ theo đó mà lên, được chưa? Rồi, thế thì khi mà làm xong rồi thì các bạn đăng lên thôi. Thì cái câu chuyện đăng thì nó rất là dễ rồi ha. Các bạn tải lên. Đó thì các bạn tải lên thôi ha. Thì khi nào các bạn tải lên với cái video nó chất lượng nó là như thế này, được chưa? Thì tự nhiên là nó sẽ đưa cho các bạn vào cái gọi là stock. Bởi vì dưới một phút chẳng hạn là sẽ tự đưa cho các bạn vào cái phần Start của Google ha.
Được chưa nào? Rồi ok, đó thì các bạn tiếp 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 rồi các bạn tăng thôi ha. Rồi dưới này thì các bạn cũng có thể là mở hiển thị thêm này. Đó, các bạn đấy. Rồi, đất nền sân bay Long Thành chẳng hạn. Được chưa nào? Thì từ 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 từ, từ nắm lên. Và nó sẽ thành công và nó sẽ có hiệu quả, nó sẽ có thương hiệu riêng của các bạn. Được chưa nào? Vậy thôi. Đó, và chúng ta công khai luôn thì cũng được, không sao hết. Đó, vậy là xong ha. Này. Có nhiều lý do để mua khu phố mới Đông Hòa. Đó bao gồm được chưa? Vị trí đắc địa, khu và phố cứ thế mới mà Đông chơi Hòa thôi, tọa còn bây lạc giờ là vị các trí bạn thuận không lợi. làm thì thôi chịu. Còn nếu có tiền thì cứ bỏ tiền ra chạy quảng cáo thoải mái đi. Còn nếu bạn nào không biết chạy quảng cáo thì liên hệ mình chỉ là tận tình luôn, từng mục luôn. Được chưa? Ok nhá.